Xin chào mọi người, tên Thanh Hải của lớp tổng hợp. Hôm nay quay lại chia sẻ với mọi người thật lòng cách chỉnh dân số X5, những cái thông số của dân số X3 đến X10 thì xài thông số giống như nhau thôi. Thì Hải đang chia sẻ là cái TGO M9 của X5. Đây Hải xài cái con số này phải có kết hợp với cái nâng tiếng. Cái năng tiếng mọi người đừng nên nhấn hai nút về này, nếu ở ngoài ngoài trời thì hãy nên nhấn, còn trong phòng đừng bao giờ nhấn cái này, nó sẽ rú rít. Và hãy chia sẻ luôn thì cái nút thứ nhất để cho 12 giờ, nút thứ hai 9 giờ, nút thứ ba là 12 giờ rưỡi và nút thứ tư là 1 giờ. Thì đây là một cái kênh bên trái và đây là kênh bên phải, cũng tương ứng giống như kênh bên trái. Mọi người nhớ nhấn một nút giữa này thôi cho đèn cháy, hai cái này nhấn xả ra thì chỉ cần mình không cần giải thích sâu, mọi người nhấn thì tự động ta sẽ hiểu thôi. Còn cái phần này, phần sub thì nếu mình lấy tiếng sub để đánh cho kênh sub này thì mình lấy cái đường này để có thể mình chỉnh lớn nhỏ của sub trên đây được luôn. Nhiều bản nhạc trên mạng thì nó có bản là sub đánh rất là mạnh, có những bản là bass nó đánh bồng lỏng mà. Thì mình chia sẻ bằng cách này. Thì ở đây Hải cũng đánh hai cái main. Nếu mà đánh full đôi á, thì mình nên cắt tần số trong cái music. Còn bây giờ thì Hải chỉ đơn giản chỉnh như vậy tại trong phòng nhỏ thì cũng dần nhỏ nhỏ. Hải thử alo cho mọi người nghe thử cái tiếng mic. Tiếng mic nghe rất hay, lực. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiếng sĩ rất mạnh, mọi người ở sát bên mà nó không có rú rít luôn nha mọi người. Đây bên luôn, còn 2, 3 tắc nữa, có 2, 3 tắc nữa thôi là nó đụng cái lo kép luôn rồi. Kép tấm nó mưa là nó rú rất mạnh đó, nhưng mà như sát bên thì không hú rồi, chẻ ngay vô nó luôn nè. Bên trái nè. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái tiếng 6 rất bén. Giờ hãy chia sẻ cái thông số để chỉnh nha. Giờ hãy cũng nên tắt cái mic. Rồi tắt cái bộ mic đi, tắt cái cục đẩy luôn. Và bây giờ chỉ chia sẻ cái cách. Bây giờ đầu tiên mọi người vào trong này. Đầu tiên thì mình nên chọn cái nút main này, mình chỉnh kênh main trước. Tại vì sao? Tại vì nhiều khi những anh em trên mạng đầu tiên là lại thích là set cái tiếng mic trước, set tiếng mic. Nhưng mà cái cuối cùng mọi người quên đi ở trong cái main này nó sẽ là cái chế độ như thế nào. Hãy chỉnh bằng cái main trước này thì nó cũng có cái lý do của nó. Đây là Hải chia sẻ thật lòng, Hải không có mưu cầu kinh doanh, Hải không mua bán điện tử, Hải không có mua bán đồ điện tử. Chẳng có cửa hàng gì hết. Cửa hàng sửa chữa một lần thì Hải đã dẹp rồi, giờ chỉ xài gia đình với lại những anh em nào bí không có biết đường chỉnh thì gọi Hải tới, gửi tiền xăng cho Hải, Hải chỉnh cho mọi người ưng ý rồi thì về. Cái đó là những anh em ở gần, còn ở xa thì Hải trực tiếp gọi video đi qua Zalo hay gì chẳng hạn. Nếu mọi người có kết bạn Hải sẽ chỉ tận tường. Nhưng mà tại vì chỉ thì chỉ vậy chứ nó không có tuyệt đối. Thì mỗi một cái dàn đồ như vậy thì cái dãy âm nó khác nhau, không gian khác nhau cũng mang cái chất âm khác nhau. Thành thử ra không thể nào giống cái gì được hết. Nhưng mà những gì Hải biết Hải sẽ chia sẻ. Bây giờ Hải nói Hải chỉnh nút main. Bây giờ mọi người xem nha. Đây là Hải bấm nút main. Nó sẽ có cái chế độ manual. Đây là cái chế độ chọn sẵn là sin. Hải đã chọn rồi. Tại vì thông thường á, mọi người thấy á, cũng như ở trong đây nếu mà mọi người chỉnh cái nút mic trước thì mặc định ở những cái cần từ số 15, 16 cuối cùng đó thì ít có những anh em dọc nhả vào đó. Thành thử ra móc cái cần 15, 16 ra là đầu tiên là cái nguyên thủy, rồi sau anh em đó sẽ chỉnh một cái kênh nào đó để anh em gọi ra kênh quen thuộc nào anh em thích chỉnh tông, sau đó anh em sẽ lưu vào một kênh để hiểu, để nhớ. Còn Hải đã chỉnh rồi cho nên Hải chọn cái chế độ là chế độ sin. Nếu mình xoay thì
mặc định của cái cần, từ những cái cần mà chưa anh em nào nhúng tay nào hết, thì nó sẽ chế độ mặc định là Discord nha mọi người. Nhưng bây giờ hãy chọn chế độ sync. Chế độ sync là tiếng bass rất là mềm, nhạc đánh rất là sâu, sâu lắng để nó thích hợp cho chuyện mình hát karaoke. Còn chế độ Discord này là chế độ này để nghe nhạc nó hay, chứ karaoke thì cảm giác nó nặng nề hơn nha mọi người. Giờ để nó xin, bởi nên cho nên hãy chọn cái chế độ là nút men trước là vậy. Rồi bây giờ mọi người cứ hỏi cái thông số, ở cái cần máy của cái dãy nào đó ở trên cái mic nó sẽ chống được rú rít, rồi nó đa số mình xài gian số thì nó hay có cái tiếng, những cái tiếng ồm trong đó. Mọi người quan tâm cái vấn đề cái thông số của một cái dãy tầng ở một cái main thì nó cũng có là cái dãy tầng của main riêng. Đây hãy sẽ bấm main. Cái này thì đa số hãy xài quật nhiều, hãy xài quật 100, echo chỉ có 60, music 100, mid là 110. Tại sao hãy chọn mid 110 mà music chỉ có 100? Thì cái tiếng mid của mình 110 là để cho nó nhẹ hơn cái tiếng nhạc. Tiếng nhạc ví dụ như hát 100 thì mid mình 110 nó sẽ lớn hơn cái tiếng nhạc, thì nó đương nhiên nó lắng áp được tiếng nhạc, thì cảm giác của mình nó nhẹ hơn phần nào đó. Chứ mình để thấp hơn thì cũng không được nha mọi người. Rồi bây giờ mình bấm main nữa. Nó có dãy tầng như vậy. Ở những cái thông số của main thì nó cũng được có 5 cần nha mọi người. 1, 2, 4, 5. Thì cần số 1, mọi người nói đừng bao giờ quan tâm cái gain này lớn hay nhỏ, nhưng mà hãy quan tâm cái BEQ này. Cái dãy tầng phía sau là 32.5 Hz ở cần số 1. Rồi hãy share lên. Mọi người lưu ý cái này nha, nếu mà khác thì chỉnh theo cái thông số của Hải nha, để nó tránh cái ồm, với lại cái này cũng quan trọng lắm nha. Tại vì cái nút main này á, nó là giống như cái kênh trộn của kênh master. Ở trong cái gian số thì nó trộn ở dãy echo với mid lại với nhau, trộn nhạc lại với nhau, cho nên nó đưa ra cái main này. Đó là nó cái thông số chung giống như cái master của cái âm ly cổ điển mình ngày xưa đó. Đây số 1 thì BEQ của nó là 32.5. Số 2 161 ha. Nhớ nghe mọi người, cái quy ở dưới cái gain là cộng 0.0 nha mọi người, không có lên xuống gì hết nha. Rồi cái quy ngoài sau là 1.0.0 nha. Đó, rồi số 3 thì những cái số ngoài sau này cái quan trọng á, đừng bao giờ nó chênh lệch nhiều quá. Tại vì có những cái dòng gian số tuy rằng nó mang tiếng X5, X6, X3 gì đó ở ngoài sau này á, nó có những cái số lẻ, số chẵn, nó chênh lệch nhau chút đỉnh ở những cái đuôi thì không sao, không đánh đổi nha. 10 đơn vị cũng chẳng sao nha. Thì mọi người cứ ná ở đây mà chọn, đừng có để cao quá, đừng có móc cái cần nào cao quá mà đừng ém cần nào quá. Tại nhạc nó phải đầy đủ, trép trung bass thì ở trong cái âm nhạc nó cũng có tiếng những cái tiếng của nhạc cụ, các loại nhạc cụ. Nó cũng nhiều loại nhạc cụ trộn với nhau. Nếu mọi người giảm cái tiếng trung hay tiếng đờn nó mất tiêu, ca cổ rất là không hay, chỉ nghe được tiếng ca mà không nghe được tiếng đờn. Còn nếu mà tăng cái dãy trung của âm nhạc lên quá thì nó sẽ lắng áp tiếng ca của mình. Nó gọi tăng tiếng bass của nhạc lên quá thì nó liếp cái tiếng ca của mình ca cũng không nổi đâu. Nó liếp mắc cái tiếng bass của mid á, mình ra mình ca không có lực. Rồi, bây giờ cần số 3 nó là 721 Hz. Cần số 4 là 5880 Hz. Cần số 5 là 16300 Hz. Đó, vậy là hết ở cần main. Tiếp tục bấm main nữa. Thì lưu ý những cái này đừng có làm sai số nha mọi người. Những cái ratio gì đó, RT nhân 8 gì đó, thì để như nguyên mặc định của nhà sản xuất, đừng đụng vào. Cái main AT 45mm trên dây nè, cũng không có được thay đổi. Rồi, vậy cái phần main delay là 0.0 ở dưới R, cũng 0.0 ha. Rồi, bây giờ mình xong cái cặn main thì mình bắt đầu mình bấm ở cái dãy mid. Mid Hải tuy là trong nhà thiệt nhưng mà Hải không bao giờ chống hú. Nhưng mà thôi cứ để mặc định chống hú, nhiều khi quên cái đặt cái mic đó, mình chạy đi công việc gì đó mà lỡ cái đầu mic nó quay ngay
đang dặn ở dây tần lớn thì nó cũng vẫn vẫn rú rít bình thường, nhưng mà hát cái như vậy đây thì hãy không có bị rú rít. Nếu mình biết ý thì mình sẽ không có quay cái mic trực tiếp vào cái loa làm gì, để ở mức 1 được rồi. Mình càng cho chống hú cao thì cái âm mic của mình nó sẽ bị méo tiếng, nó không hay. Thì càng chống hú nhiều thì càng bị méo tiếng. Đây là mình chống hú ở mức 1. Rồi cái HBF mình cắt tần số của mic này thì ví dụ như tùy theo mic nha mọi người. Đây là mình xài mic 7 của Đài Loan, vĩ tím hết 100%. Cái mic này, hãy từ lúc mà làm show âm nhạc tới giờ là hoàn toàn ưng ý vào nó. Qua nhiều mic khác mua về rồi, test để bán cho khách thì hãy cũng chưa bao giờ công nhận cái nào mà nó qua thắng nổi cái này. Mặc dù nguyên cái xe nó có lật một lần, cháu nó chạy đi phục vụ hát bị lật xe. Đây là nó bị cấn dập cái mặt về trước này. Cái này cũng may nó không phải là bằng kiến, nó bằng nó bằng nhựa hay sao á. Nó chỉ nứt nứt rồi thôi, chứ nếu bằng kiến chắc nó bể nát rồi. Hoàn toàn vĩ tím. Mic tự ngắt sau 3 giây nha mọi người. Có gia tốc này kia rất là chuẩn, không có giống như 3 mic Trung Quốc nhái bây giờ đâu nha. Tiếng siêu chuẩn luôn á. Đầy đủ 3 giây âm. Đây mình cắt tần số là 50. Rồi, ở giây âm, cái cần 1 của mic này thì mình cũng để là 20.5. Phải không? Lấy nét đây 20.5 mọi người. Cái quy vẫn là 100, cái gain là vẫn để 0.0 nha mọi người, không có tăng giảm gì hết nha. Ở càng số 2. Nhớ lưu ý cái dãy tần mà BLW chấm chấm rồi 31.9 HZ đó, cái dãy đó rất là quan trọng nha mọi người. Cái tiếng của mình thay đổi hoàn toàn ở cái đó chứ không phải là cái gain dưới nha mọi người. Gain dưới dặn lớn của dãy nào thì nó bị hú ở dãy đó mà thôi. Quan trọng cái dãy tầng phía trên, hãy đã nghiên cứu rất nhiều rồi. Kinh nghiệm cũng máu lửa chia sẻ cho mọi người biết, hãy không phải kinh doanh nha mọi người, hãy chia sẻ cho anh em. Anh em nào quan tâm thì nhớ đăng ký bấm like rồi bấm chia sẻ kênh của Hải để những anh em biết người ta chia sẻ những cái kỹ thuật mà những anh em trước từng trải nghiệm rồi sau mình có thể mình bổ sung thêm. Cái Hải kỳ nhất là có những người anh em vô không hiểu gì hết, chắc Hải quảng cáo bán hàng gì đây, nên là có nói cái câu là người giỏi thì không bao giờ nói, mà người nói là không bao giờ giỏi. Thì Hải cũng đang thắc mắc cái câu đó. Rõ ràng mình làm bằng cái tâm, mình đam mê, mình chia sẻ cho anh em. Những anh em mà làm sao mình chắc chắn sẽ không bằng mình. Mình cũng từng học hỏi những anh em trước rồi, mình tích lũy kinh nghiệm mới làm được như bây giờ. Mình cũng học hỏi và mình cũng chia sẻ, chứ đâu phải mình không học. Ai cũng vậy, sinh ra thì phải học hỏi và lớn lên kinh nghiệm rồi chia sẻ thế hệ sau là cái đó chuyện bình thường. Có nhiều anh em nói chuyện rất là khó nghe, cũng khoảng 4-5 anh em gì đó. Nhưng mà mặc kệ, hai cũng không có gì hết, cũng chẳng bình luận gì hết. Thì anh em tự nghĩ những người đó như thế nào thì biết rồi ha. Bây giờ hãy cho thêm cần số 3. Đó. Nhớ cái thông số, đặc biệt là cái HZ phía bên trên nha mọi người. Cái gain đừng bao giờ tăng cái gì hết á. Tất cả đều để là 50% hết trơn, thì có nghĩa là giống như cái dãy tần AV laser mình để chính giữa là 0.0 vậy đó. Kéo lên là cộng 1, mà kéo xuống là -1 vậy đó. Cứ để 0.0 của nó là ở ngay chính giữa đó. Đó. Mấy cái thông số này quan trọng nha. Cái dãy âm của mình nó quan trọng lắm. Số 550 nha, 125 nha, số 6. Không có nào hãy cộng cho. Ở những dãy cuối cùng hãy mới cộng để cho cái tiếng xì nó bén thôi. Đó, số 8 nè. Số 9 nè. Số 10 nè. 11 nè. 12 nè. 13. Ở cái những anh em nào mà cái xài ví dụ như mà hai cái phone thì chắc chắn sẽ có hai cái loa chép. Nhưng mà mấy anh em mà xài main 4 kênh mà 4 cái phone á sẽ có 4 cái loa chép. Thì cái này không nên để ở dãy tần này nha mọi người. Cái này là cái dãy tần cái âm trung cao của mic nè. Trung cao của mic.
nó gần 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 trong gần giống là âm cao nhất của mid luôn rồi. Cái giải cái ở cái cần số 13 này là siêu siêu hú, thực ra là nó hú dữ dằn nha. Nếu mà anh em là xài có nhiều lo chép á, nhiều thùng bát quá đó, với lại ở góc độ hẹp á, nên hạ cái gen này là trừ 1.0 dB, trừ 2.0 dB gì đó, trừ 3.0 dB gì đó, nhưng mà đừng hạ sâu quá thì cái tiếng của mình rất là nặng, ca cảm thấy không có lực mic nha mọi người. Rồi cần 14 6000 Hz thôi. Bây giờ ở này là cái dãy cuối của cái âm chép lên rồi à, cái này là cái âm chép chết của cái miệng mình đó. Đó là mình cho cộng 1 thôi. Rồi bắt đầu tới cái âm xì ở trên là 8000 Hz nha. 15 là mình cộng 1.8 thôi, này cho nó xì. Tiếng xì mic mình 1 2 4 5 6 nó cũng sẹt á. Nhưng mà xì nhiều nhất vẫn là bên echo nha mọi người. Rồi, để ý đi rồi hãy qua cái cần khác. Rồi bấm cái mic cái nữa. Nó AT45m/giây nó cũng không có gì thay đổi ha. Rồi bắt đầu mình bấm echo nè. Echo thì nó quanh trầm. Đó, nó cái này HBF, cái này mình cắt tần số của echo này để cho nó giảm cái tiếng ồn á mọi người. Cái tiếng ồm ồm của mình á ở trong cái echo á. Mọi người hồi nào giờ thắc mắc sao mình xài vang số dòng X nó hay bị ồm 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 cái tiếng. Đây, ồm ồm cái tiếng nha mọi người. Nhớ lưu ý cho mình. Tại vì cái này á ít có anh em nào phát hiện ra. Không phải là anh em không hiểu hoặc là anh em không phát hiện, có một số người đã phát hiện nhưng mà những anh em đó không biết là chắc có lẽ họ giữ lại để họ làm cái độc quyền, họ không chia sẻ cho những anh em sau. Ở đây echo mình cắt tần số của echo là 90.1 Hz đó. Cái này là mình cắt cái độ ồm 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 của cái tiếng mic đó, cái độ ồm. Nếu mình xả lại khoảng chừng 50 là nghe ồm dữ lắm nha mọi người. Nghe nó ồm ồm khó nghe lắm nha. Vang số mà nghe ồm là nó rất là dở, khó chịu lắm. Đây 90.1. Mọi người lưu ý cái này. Echo thì mình cho delay là 200m/giây. Reverb sửa giọng là 60%. Đây. Đó, bây giờ cái này nè, mình giải thích thêm nè. Cái tiếng bass mic của mình lực hay không là ở cái này chứ không phải là trong cái mic nha mọi người. Cái chữ 4 của mình á là nó có lực bùm 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 hay không nha. Chữ 4 nha. Đây mình cho nó 3.0 thôi. Nhưng mà cái quy ngoài sau là 0.40 nha mọi người. Ở giai tầng phía trên là 202 Hz. Rồi, ở đây cần số 2 của mình á. Cần số 2 cái dãy trung. Dãy trung của mic mình. Đây hãy giới thiệu thêm, dãy trung của cái echo mình á là cái tiếng của mình á nó, nếu mà cái tiếng của mình á, cái tiếng trung nó thể hiện kém quá thì mình nên trung ở cái nên tăng ở cái gain của cái số 2 này lên. Là có thể là cộng 2, cộng 3 gì đó. Tùy. Tại vì cái lời trung á, nó sẽ kết hợp hiển thị ở cái loa bass của mình một phần và đo trep một phần. Mà trep nếu mình xài trep nhỏ, dưới trep 750, có nghĩa là xài trep 450, 350 gì đó, thì để như vậy cái tiếng trung của mình không có bay đâu nghe mọi người. Cái tiếng của mình nghe nó không rõ ràng đâu. Cái tiếng mình nó kém lắm, nó bị nhạc lắng áp hết rồi. Hãy xài chép 850 nè. Thành thử ra mình phải giảm cái này để cái tiếng của mình nó lớn như lắm lớn. Nó sẽ clip mọi cái thì nghe nó không hay. Clip nhạc, clip luôn các cái âm xì thì không hay. Nên giảm cái này. Rồi ở cái cần số 3. Cần số 3. Tại sao mình lại cộng 5? Ở đây mình nói cái âm xì gió của mình như hồi nãy ở bên cái mic đó. Là 16 là cái âm cao, là âm xì của mic. Nó chỉ xịt thôi. Nhưng mà ở bên cái echo này á, ở số 3 là mình cộng 5 nè, nó xì là thuộc dạng nó xì ra giống như cái xì hơi đó. Nói thì hãy nói quá đáng, nhưng mà mọi người lóng tay lên lưu ý nghe thử cái này rồi sẽ biết nó hiệu quả như thế nào.
Hải cam kết với mọi người, nếu mà ai đã từng tới hát Giàn của Hải thì Hải không nói, nhưng mà người ta tự đánh giá là Giàn của Hải ca thứ nhất là nghe rất hay, thứ hai là nhẹ nhàng, giải âm nào nó ra giải âm nấy, hú thì chắc chắn sẽ hú nếu mình không biết xử lý cái micro đối diện với cái loa thì nó sẽ bị hú. Nếu ở biên độ gần, ở góc hẹp mình không đặt xa loa ra được thì làm thế nào để mình có thể mình xoay cái loa trép trịch qua một bên hoặc là nó ngửa lên trên trời tí xíu, thì cái đó là sẽ hạn chế tối đa mức hú nha mọi người. Đây ở chỗ chỉ có ba vậy rồi, ở chỗ nữa hết nha mọi người. Bắt đầu mình bấm reverb nè, reverb thì mình để ở trên là 70, dưới là 0. Rồi ở bên time, thời gian lại của reverb á là 2625 m/s, còn cái ray delay này 34 m/s. Nó tùy cái này, cái phần này là nó tùy theo cái phòng mình lớn hay nhỏ, hay là ở ngoài sân á, cái độ rộng như thế nào mình đặt dàn đồ đối với chỗ mà khách mình phục vụ đó, nó xa hay gần mình chỉnh 34 m/s hay là 50 m/s, 70 m/s đó, tùy nha mọi người. Nếu tùy góc độ xa gần mình chỉnh cái này, nhưng mà giờ trước mắt thì nên mọi người nên theo cái thông số của Hải sẵn đi rồi hát như thế nào. Nếu mà ở ngoài trời lớn á, thì mình đương nhiên á, cái mic mình sẽ dặn lớn lên. Đây rồi cái phần reverb tiếp tục. Ở trên mình cắt tần số là 101 Hz, LBS là mình cắt 15.1. Rồi phần reverb cũng đã xong. Vậy coi như cái phần giải tần chỉnh echo mic đã xong hết nha. Nhưng mà bây giờ còn cái phần music là quan trọng, hãy chỉ thêm. Đây nếu mà mọi người xài full đôi không có xài sub, xài full đôi không xài sub thì mọi người nên chú tâm cái phần music này. Mấy cái phần kia thì nó hoàn toàn giống nhau, xài chung được hết. Nhưng mà riêng cái phần xài full đôi không xài sub thì cái HBF ở dưới mình cắt tần số là 0.0 nha mọi người, 0.0 Hz nha, đừng có cắt lên 40 nha. Tại cắt lên 40 như vậy có nghĩa là mình đã bỏ tần số thấp rồi, mình lấy tần số từ 40 trở lên. Đó là tại mình có xài cái sub đây, mình đang có xài cái sub cho nên mình cắt tần số này để cho cái bên phần cái code server này nè nó lấy cái tần số thấp để nó đánh cái sub dưới, còn cái tần số cao thì nó đánh cho cái main phone này, rồi đánh hai cái loa phone hai bên nha. Không nên cắt tần số này, nếu mà xài full đôi full đơn không còn biết mà không có xài sub thì không nên cắt tần số. Rồi bắt đầu mình bấm music tiếp tục. Thì cái dãy music á, anh em cũng đừng bao giờ cộng trừ gì hết, quan tâm cái BEQ phía sau 31.9 Hz nè, cái dãy tần số 1 nè, đừng có cắt tần số, đừng có bấm cộng trừ cái gain chi cho nó sai cái thông số nha. Quan trọng BEQ thôi. Cần số 2. Đây, tại sao cần số 1 mình không tăng bass? Cần số 1 là cái âm rất thấp, là nó ở giải tần chỉ 31.9 Hz thôi. Cho nên nó không nên tăng cái âm thấp. Âm thấp là mình dặn lớn lên cái lo nó sẽ chịu không nổi, nó độ rung, độ dao động của lo nó rung mạnh lắm. Nó rung làm cho dễ nhão lo, cháy con lo mà cái tiếng nó không phóng được. Nghe trong phòng nhỏ thì được, mà ở ngoài trời thì tiếng nó sẽ không phóng. Nở gần thì mình nghe lớn, đi xa thì không có lực. Đó, còn ở cần số 2 này thì mình nên cộng vô để cho bass nó đánh lực. Tại vì cái dãy tần của nó đã cao rồi, tới 85.0 Hz nè. Là cái tiếng này là tiếng bass lực bay nè. Tại vì ở dãy tần từ 20 cho đến 140 nó là ở cái dãy bass, nhưng mà nó đã phân ra cần 1, cần 2 này. Thì cái cần 2 này từ 85 đến 140 thì nó cho cái tiếng bass nó lực mà nó bay. Ở chỗ thì nghe không được phê lắm, nhưng đi xa xa tiếng nghe rất là phê. Cộng 2.0, gain cộng 2.0. Rồi, cần số 3
là 191 này rồi. Thì nó ở cái giải mà vẫn là giải bát, nhưng mà cái bát này là bát cao. Bát cao cái giải này không được cộng vô cái tiếng ca của nó sẽ gây ồm tiếng và nó lắng áp cái tiếng mid của mình. Ở cái giải giữa này tuyệt đối đừng tăng cao. Rồi cần số 4 là cái cần này á, là ở dãy âm trung. Âm trung, âm trung của nhạc. Thì thí dụ như mình giảm nhiều mà mình karaoke những cái bài nhạc thì nó sẽ rất là hay. Nó đánh chép bass, nó đánh ngắt rất là chi tiết. Còn cái tiếng ca của mình là gọi là tiếng trung. Thì tiếng ca mình thể hiện rất là sáng, rõ rệt, đàng hoàng. Nó sẽ lắng áp ngược lại cái tiếng nhạc ở dãy trung số 4 này nè. Nó lắng áp được cái tiếng nhạc, nghe rất là rõ ràng, rất là hay. Nhưng nếu mình lạm dụng nó quá, mình giảm thấp cái gain này xuống quá, thì mọi người ca cổ nên lưu ý nha, sẽ không nghe được tiếng đờn nha mọi người. Nghe được tiếng ca, không nghe được cái tiếng đờn nha. Tại đâu có chép trống bass đâu mà không có trống bass. Tại ca cổ thì đương nhiên nó sẽ có tiếng đờn. Mà thể hiện ở dãy số 4 này á, cái gain nên cộng lên, nghe tiếng đờn nó rất là rõ. Tốt nhất là mọi người để 00. Nếu là cái dàn mà kéo lưu động đi khắp nơi á, nên để 00. Còn đây mình để trong phòng cho nên mình giảm cái tiếng trung này xuống. Mình nói chuyện nghe còn lộng lộng rồi, mình để tiếng trung cao nó lắng áp lại tiếng ca, ngược lại nghe nó mệt. Rồi. Cái số 5. Cái số 5 này á, thì mình để là 00. Nó vẫn là cái tiếng trung của cái âm cận cao rồi. Đó. Rồi, cần số 6. Thì đây là cái dãy cao của nhạc, cái âm cao của nhạc. Âm này, âm cái này nó rất là cao rồi. Cái tiếng này, tiếng chép nó mạnh nghe mọi người. Tiếng chép nó mạnh mà gọi là chép to hồi xưa, theo kiểu mà mấy cái âm ly cổ điển xưa nó, người ta hay nói là chép to, chép nhuyễn á. À, một thùng lo thì nó có một lo bass, một lo trung với lại hai lo chép, mà có một cái lo chép giấy lớn với lại một cái lo chép thạch anh nhỏ phía bên trên á. Thì theo như dân không biết, họ nhìn vào họ nói thì đó là một cái lo lo trung, là tiếng của miền Nam, còn người miền Bắc họ kêu là lo min. Nói chung lo min là lo lời á. Còn cái lo chép kia thì cái lo chép giấy đó kêu là lo chép to, rồi chép nhuyễn. Chép nhuyễn là chép âm xì. Chép to thì nó chạch, mà chép nhuyễn thì nó sẹt vậy đó. Đó, thành thứ cái này là chạch nha mọi người. Còn cái cần số 7 này là sẹt nha. Đó, mình cho cái âm xì gió lên nhiều nè, 3.8. Cái này mình cũng nhắc lại, cái mô xích này mình cắt tần số 40 là tại mình có xài cái súp. Mọi người nên cắt tần số, nếu để cho nó cái lo mà nó đánh nhẹ nhàng hơn, nó không bị rung động mạnh thì nên cắt tần số cao hơn nữa. Có thể là lên tới 80Hz vẫn được nha mọi người. Nếu mình xài cái lo mà lo lời, lo thuộc dạng là nó không có lực đó, chủ yếu để hiển thị cái lời thôi, cho nó tốt thôi. Rồi ai có kết hợp súp tốt đó thì nên cắt tần số 80 đi. Rồi cái phần còn lại để có server nó làm việc với cái men đánh súp, để nó cho ra cái âm trầm sâu lắng hơn. Thì cái lo kia để cho nó hạn chế dao động, để cho nó bảo vệ được lo mình, mà cũng hạn chế phần đứt lo, dễ cháy con lo. Nên chắc cắt 80 cũng được. Như trong gia đình mình chỉnh cái phòng mình chỉ có 50 mấy mét vuông thôi, thì mình xài cái này phải nói là mình xài chỉ hạn chế, chỉ có hơn 20% của tổng công suất của dàn đồ thôi. Nên mọi cái mình đều giảm hết. Rồi mua xích, phần mua xích là vậy. Rồi bây giờ mọi người nếu mà có xài súp thì vô chỉnh súp đây. Còn Hải thì Hải xài súp, nhưng họ Hải không xài súp từ trong cái van số. Hãy lấy cái đường tiếng từ cái nâng tiếng này, được đường xuất súp từ nâng tiếng này. Hãy đấu bên cái code server cho đầu vào, hãy đầu ra của code server này, mà Hải mới đưa vô cái men đánh súp phía dưới này, để đánh ra cục súp này, cho nên là nghe cái tiếng nó
rất là lực, rất là hay, hãy xài đầy đủ đồ đó. Đặc biệt nhất là cái nâng tiếng này, nếu mà mình chỉnh cái vang số như vậy mà không có cái nâng tiếng thì những cái âm cao của cái vang số phải là tăng cao hơn nữa chứ không phải như vậy nha mọi người. Tại mình xài có cái nâng tiếng, dường như chép mình cho khoảng là cái độ nghe của mình là dường như 70 dB, thì khi có cái nâng tiếng này nó ra tới 90 dB luôn á mọi người, rất là cao. Hai con chia sẻ luôn, thì cái phần nâng tiếng này, dế trái và dế phải, đặc biệt nhất là cái nút thứ hai này mọi người nên để 9 giờ để cái lời ca của mình nó rõ ràng nha mọi người. Thấy nhiều anh em họ để lên tới gì luôn, không nên, không nên tí nào. Còn riêng cái code server này á thì tùy theo cái tùy theo cái không gian, cái phòng, rồi tùy theo cái lo của mình á, nó có hiển thị lời sáng hay không hay là lời quá tối. Lời quá tối thì mình nên cho cái phần nâng tiếng này nè cắt lên tới 140 độ gì nè, thì nó sẽ cho cái lời tiếp qua bên cái code server. Và cái code server ở cái nút thứ hai này nha mọi người, mình cũng cho nó 140 độ luôn để cái lời nó vẫn còn, để nó lọt xuống cái loa pad để nó hỗ trợ cái tiếng cho mình. Còn nếu không bình thường thì mọi người cứ để cho nó cắt xuống là khoảng 30-40 độ được rồi, không có cho cái tiếng pad lọt xuống súp làm gì, lọt xuống súp mà nghe nó mất hay. Ở súp hay không xài nha, súp không xài, sạc rau cũng sẵn không xài luôn. Còn cái đường mà steam là đường vào nè, đầu tiên steam mình vào thì mình chọn cái input 1, ra ngoài sau lưng cái văn số của mình đó, nó có 4 cái cổng, 2 cổng trắng là và 2 cổng đỏ. Thì cái input 1 là một cổng trắng đỏ phía bìa bên tay trái, input 2 là hai cái cổng còn lại, mình xài input 1 nha. Còn cái gain 3 dB này thì mình xử lý tín hiệu đầu vào, khi mà mới vào là nó sẽ là 3 dB nha, nó sẽ tăng tiếng lên là 3 dB. Còn nếu không là gain 0 dB là nhạc ngoài vô sao nó y gan vậy, mình đưa gì thì mình chỉnh trong đây nó ít thôi, nó dẫn lên tới lần lớn. Rồi cái mixer volume, Omusitsa volume là khởi động tiếng mix, cái volume của nó là ở mức độ là 10 thôi, không có cần xài chi cho quá cao. Tại nhiều khi ở trên cái main mọi người để cái số đang lớn sẵn.